Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Vũ Mai, số điện thoại 0372 3 số cuối 635 tại Ba Vì, thành phố Hà Nội. Khán giả đã hỏi, cho tôi hỏi là lợn thương phẩm 1 năm có trọng lượng khoảng 1 tạ rưỡi. Hai ngày nay thì tôi thấy lợn có hiện tượng sốt cao, có nốt tròn và ô vuông trên mình lợn, nghi là bị đóng dấu lợn và tôi đã dùng Avet và hạ sốt nhưng không thấy hiệu quả. Cho tôi hỏi nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục. Hỏi tiêm vaccine phòng bệnh đóng dấu lợn thì có được hay không? Vâng, thưa chị Mai, chuyên gia Trương Văn Dung đã chẩn đoán bệnh cho đàn lợn nhà mình như sau. Vâng, xin chào khán giả Vũ Mai. Thì cái dấu hiệu lâm sàng mà như anh mô tả như vậy thì chắc chắn là nó bị bệnh đóng dấu lợn. Thế thì thực ra cái bệnh đóng dấu lợn này ở Việt Nam chúng ta có cái vaccine phòng bệnh rất hiệu quả. Đấy, và khá lâu rồi nó không có cái bệnh này xuất hiện đâu. Chỉ trong thời gian gần đây thì có, thỉnh thoảng có nơi có xuất hiện cái bệnh đó. Thế thì đối với bệnh này thì chúng ta phải lựa chọn một cái thuốc nó thích hợp thì chúng ta mới điều trị mới có hiệu quả. Thế trong trường hợp này thì tôi tư vấn cho anh Vũ Mai là nên dùng cái thuốc gọi là penicillin kết hợp với streptomycin, hoặc là anh dùng có thể enrofloxacin, hoặc là anh có thể dùng amoxicillin, hoặc là anh dùng có thể dùng chlorpheniramine. Thế nhưng có vấn đề là ngày đầu tiên nên tiêm hai mũi kháng sinh, sáng mũi, chiều mũi, và bắt đầu từ ngày thứ hai trở đi thì chúng ta tiêm mỗi ngày một mũi kháng sinh, và liệu trình có thể từ 5 cho đến 7 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng ta phải nâng cao sức đề kháng của nó bằng cách dùng caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C, tiêm bắp một lần trên ngày và tiêm bắp liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày liền. Thế và đối với bệnh này thì đương nhiên là nó sốt rồi. Đấy, cho nên chúng ta phải dùng thuốc allergen C để tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp liên tục trong vòng 3 ngày liền. Và để cho nó hỗ trợ trong quá trình điều trị nó có hiệu quả tích cực hơn thì chúng ta cần phải dùng thuốc bổ Cardosan 10%, tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp liên tục trong vòng 3 ngày. Thì như vậy nó mới khỏi bệnh được. Thế còn tất nhiên đang bị bệnh thì tuyệt nhiên không được dùng vaccine để tiêm phòng. Đấy. Bởi vì nếu chúng ta mà dùng vaccine tiêm phòng đang thời gian bị bệnh thì bệnh nó nặng hơn rất nhiều và có thể chết và chúng ta không thể chữa được. Đúng không ạ? Thế thì còn sau khi muốn để mà phòng bằng vaccine ấy, thì chúng ta phải sau khi nó khỏi bệnh hoàn toàn. Đấy, thời gian độ khoảng từ 2 tuần đến 3 tuần lúc đó chúng ta mới dùng vaccine để tiêm phòng. Như vậy nó mới đem lại cái hiệu quả phòng bệnh tích cực.